Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Thưa quý vị, bức xúc với bị chồng bạo hành nhiều năm, Nguyễn Thị Thanh Trinh, sinh năm 1982, trú tại huyện Núi Thành, Quảng Nam, luôn chất chứa nỗi căm tức trong lòng, tìm cơ hội để trả thù. Lợi dụng đêm tối, chồng say rượu, Trinh đã dùng đai sắt đánh mạnh vào đầu người chồng, sau đó dùng hung khí chém vào vùng đầu và mặt nạn nhân, rồi dựng hiện trường giả, đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Diễn biến chi tiết vụ việc ra sao, Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo hồ sơ vụ án, vào một chiều anh Trương Văn Tâm sinh năm 1976, công an viên thôn Nam Sơn, chồng của bị cáo Trinh cùng với một số người bạn rủ nhau nhậu tại nhà anh Tâm đến khoảng 22 giờ. Sau khi mọi người ra về khoảng 23 giờ cùng ngày, anh Tâm gọi Trinh dậy khóa cửa. Đang ngủ, bị chồng gọi dậy bảo khóa cửa và nhắc lại chuyện cũ nên giữa Trinh và chồng xảy ra cãi vã. Cả hai đều mang chuyện bồ bịch của nhau ra nói chuyện và tiếp tục lời qua tiếng lại. Nóng giận tâm lớn tiếng và dùng tay đánh vào đầu vợ. Hai vợ chồng tiếp tục cãi vã nên tâm ra chiếc giường xếp ở phòng khách để nằm. Muốn chồng bớt giận, Trinh đến ngồi bên cạnh Tâm vừa khóc vừa nói chuyện tình cảm, nhưng không làm cho anh này lay động. Tâm lấy chiếc điện thoại của mình đưa vào miệng cắn, vứt trên giường và trợn mắt nói rằng điện thoại bể nát thì chiếc xe của Trinh cũng sẽ bể nát thế. Lo sợ Tâm đập xe máy của mình. Như những lần gây gỗ đánh nhau trước đó nên Trinh chắc xe máy ra dựng ngoài hiên gần cổng rồi vào lại phòng khách. Lúc này Trinh thấy Tâm đã nằm trên giường xếp nên cũng vào phòng riêng nằm. Khoảng 30 phút sau, Trinh thấy Tâm vào phòng ngủ nên nói vào ngủ chung nhưng Tâm không nói gì mà đi ra. Trinh nhìn theo thì thấy Tâm cầm con dao dùng chặt xương trên tay đi xuống cất ở bếp trinh nằm trong phòng nhưng không ngủ được suy nghĩ về việc tâm vô trách nhiệm với vợ con nhiều năm lạnh nhạt với mình trong quan hệ vợ chồng đối xử không tốt hay đánh đập mình và nghĩ rằng trong đêm nay hoặc các đêm tiếp theo tâm sẽ sát hại mình nên nảy sinh ý định sát hại chồng Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 7 tháng 1 năm 2015, thấy anh Tâm đã ngủ say, trinh ra phòng khách tiến đến rút điện hồ cá, đến nơi để phụ tùng sửa xe máy của anh Tâm lấy một cái đe, loại đe làm bằng sắt dùng để kê lóc máy khi sửa xe, tác động thật mạnh vào đầu Tâm, sau đó dùng hung khí ra tay nhiều nhát vào vùng đầu và mặt anh Tâm. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Trinh cố tình tạo hiện trường giả, nên lục túi anh Tâm lấy điện thoại, ví da và giấy tờ trong ví để gần chỗ anh Tâm nằm. Tiếp đó, Trinh mở ổ khóa cửa sắt, mang vào phòng riêng, ném qua cửa thông gió. Trinh đi ra kéo cửa sắt vừa đủ để một người có thể dắt xe máy, mở khóa cổ xe máy, tạo hiện trường giả. Đến khoảng 3 giờ 15 phút sáng cùng ngày, Trinh chạy ra trước cổng nhà khóc lóc, hô hoáng, báo có trộm cướp. Sau đó, người dân chạy đến, Trinh vừa khóc vừa chỉ tay về hướng thành phố Tam Kỳ, có ý để mọi người nghĩ rằng có kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà trộm cướp bị phát hiện nên vứt xe máy bỏ chạy. Sau đó mọi người cùng Trinh và hai con gái vào nhà, vừa bật điện phòng khách lên mọi người nhìn thấy anh Tâm nằm trên giường xếp dưới nền nhà máu chảy nhiều, Trinh giả vờ ngất xỉu, mọi người gọi xe cấp cứu đến nhưng bác sĩ xác định anh Tâm đã tự vong nên chỉ đưa Trinh vào bệnh viện cấp cứu sau đó Trinh xuất viện về lo đảm tang cho anh Tâm. Trước đó cái chết bất ngờ và đầy bí ẩn của anh Tâm khiến người dân địa phương hoang mang lo lắng bởi anh Tâm là công an viên và hung thủ ra tay rất dã dạ man thượng tá ngô quốc ánh đội trưởng đội trọng án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quảng nam cho biết qua khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy anh tâm bị hung thủ dùng hung khí tác động nhiều nhát vào phần đầu gây tổn thương vùng mặt và đầu trong đó nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong do bể hộp sọ dập não theo nhận định của thân nhân anh tâm và người dân xóm diền nhiều khả năng hung thủ đã đột nhập nhà anh tâm từ trước và chờ thời điểm thích hợp để ra tay tàn độc một số người dân gần đó còn cho biết, trong đêm xảy ra vụ án đã trông thấy ba thanh niên phóng xe máy và cầm theo hung khí chạy về hướng Tam Kỳ. Vì thế, các đối tượng có mâu thuẫn với nạn nhân nhanh chóng được rà soát sàng lọc. Trong quá trình điều tra, nhiều người dân còn cung cấp nguồn tin khoảng 10 ngày trước đó anh Tâm có mâu thuẫn với một số đối tượng tại vườn keo nhà trồng và bị những người này dọa đốt nhà. Trước đó ít lâu, anh Tâm cũng có mâu thuẫn với một số người trong việc chia phần con heo rừng bắn được. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh Tâm cũng đã tự điều tra làm rõ một đối tượng trộm cắp 40 con gà của người dân. Đặc biệt, lực lượng công an còn thu thập được thông tin về mâu thuẫn giữa Tâm và vợ là Nguyễn Thị Thanh Trinh. Theo nguồn tin này, hai năm trước đây, Trinh có ngoại tình với một thanh niên ở huyện Tiên Phước và bị Tâm phát hiện, bắt anh này quỳ xin lỗi và tắt gãy một chiếc răng. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam huy động lực lượng trinh sát, dày dạng kinh nghiệm vào cuộc. Qua đó đã làm rõ thông tin về ba thanh niên mang hung khí chạy xe máy về hướng Tam Kỳ là có thật, nhưng sự việc diễn ra nhiều giờ trước khi vợ nạn nhân tâm truy hô có kẻ trộm đột nhập. Những đối tượng nghi vấn khác bao gồm cả người tình cũ của Trinh đều không có mặt tại địa phương hoặc có bằng chứng ngoại phạm khác. Từ dấu hiệu hiện trường bị tạo dựng và biểu hiện khác lạ của Nguyễn Thị Thanh Trinh, cơ quan công an đã tiến hành đấu tranh, đến ngày 14 tháng 1 đã làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng này. Được biết, vợ chồng anh Tâm, vốn quê ở xã miền núi Tam Thành, huyện núi Thành xuống lập nghiệp ở Tam Hiệp cách đây khoảng 15 năm. Họ sinh được hai người con gái, một đứa học lớp 9 và một đứa học lớp 7. Anh Tâm làm nghề sửa xe máy trên mở quán bán cháo lòng. Do bản tính năng động và cương trực, nên hơn 5 năm qua anh Tâm được địa phương tin tưởng giao làm công an viên ông phạm văn thượng trưởng công an xã tam hiệp cho biết anh tâm là một người rất có trách nhiệm với công việc mỗi khi có việc cần dù là đêm hôm hay mưa gió anh tâm đều xông xáo lên đường và đều hoàn thành tốt anh tâm cũng là người hòa đồng hay giúp đỡ mọi người theo Thượng tá Ngô Quốc Ánh, nguyên nhân dẫn đến vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn âm ỉ nhiều năm qua giữa Trinh và chồng. Trinh khai rằng Trinh và Tâm có hai đứa con gái 15 và 13 tuổi từ khi Trinh sinh con gái thứ hai. Tâm xa lánh lạnh nhạt với vợ sau khi phát hiện Trinh có quan hệ tình cảm với người khác mỗi khi uống rượu say. Anh Tâm thường chửi bới, thường cản chân, hạ cẳng tay với Trinh. Điều này hai người con của Trinh và Tâm cũng đều xác nhận. Sau hơn một tuần điều tra, đến ngày 14 tháng 1 năm 2015, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trinh về hành vi sát hại người. Trước khi thú nhận hành vi phạm tội với cơ quan điều tra, người vợ tội lỗi đã xin gặp hai con gái để dặn dò. Trinh bảo, giọt nước mắt mẹ khóc hôm đám tang là khóc giả dối. Hôm nay mẹ khóc là khóc thật. Vì thương các con, nếu cha con không thường xuyên bạo hành mẹ thì gia đình mình không tan nát như ngày hôm nay. Ngày 18 tháng 8 năm 2015, Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trinh, sinh năm 1982, trú tại thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Phiên tòa thu hút sự tham dự của hàng trăm người dân địa phương. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trinh một lần nữa cúi đầu khai nhận những hành vi độc ác mà mình đã gây ra và cho rằng vì người chồng nhiều lần bạo hành mình và con gái quá mức. Trong mấy năm chung sống mà người chồng ít quan tâm đến vợ con, thường hay đánh đập nên căm phẫn. Bị cáo cũng tỏ ra ăn năn hối cải, xin pháp luật khoan hồng để được sớm quay về với gia đình để làm ăn chăm sóc cho hai con gái của mình. Trước tội lỗi của Trinh và xét dưới mọi vấn đề, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trinh 14 năm tù giam về hành vi giết chồng mình. Vụ án khép lại, nhưng đó là bài học về tình chồng, nghĩa vợ và đạo lý làm người. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.